Với lời chào của em Hoàng An đến tất cả chị quý hàng thân yêu, vui mừng được chào đón tất cả chị đã đến với kênh YouTube An Ô Tô của Bình Dương. Hôm nay thứ 6 ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021, em Hoàng An lên sóng giới thiệu nhanh những mẫu xe đang còn tại siêu thị ô tô Bình Dương để gửi đến tất cả anh chị. Và hôm nay đã là ngày 24 tháng chạp rồi, cũng chỉ còn khoảng 6 ngày nữa là đã đến Tết rồi. Và chắc hẳn là ngay bây giờ thì anh chị quý hàng cũng đang rất là bận rộn để mua sắm Tết đúng không ạ? Một năm trôi qua thật là nhanh với biết bao sự ủng hộ, sự yêu thương của quý khách dành cho kênh YouTube An Ô Tô của Bình Dương của em Hoàng An. Cảm ơn anh chị rất nhiều và rất mong sang năm mới nhận được sự yêu thương ủng hộ hơn nữa của anh chị dành cho kênh YouTube An Ô Tô của Bình Dương của em Hoàng An. Kênh bán hàng duy nhất của siêu thị ô tô Bình Dương anh chị nhá, chỉ duy nhất một mình em Hoàng An đứng bán tại siêu thị ô tô Bình Dương. Cảm ơn anh chị rất nhiều luôn. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu tất cả những mẫu xe đang còn thôi. Nó chỉ còn khoảng hơn chục xe thôi, cũng không còn quá nhiều. Nên là những ngày này anh chị nào quan tâm về mẫu xe nào cần mua lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương, chắc chắn em sẽ để cho anh chị giá ưu đãi. Mình có thể nói vui là giá gọi là giá gốc luôn anh chị nhá. Rất dễ dàng thôi, ưu đãi tuyệt đối cho anh chị luôn. Rồi ok, mời anh chị tham quan. Còn những mẫu xe nào thì em sẽ giới thiệu mẫu xe đó. Những mẫu xe mà em Hoàng An không giới thiệu tới nghĩa là bên em đã bán rồi. Đây, một chiếc Vios trước đi anh chị nhá. Một chiếc Vios E số sàn 2019. Máy 1.5. Chiếc xe này là số sàn bản 7 túi khí anh chị nhá. Bản 7 túi khí model mới, mang biển số Long An. Long An. Ô tô hiện tại đang 32.000 màu bạc. Chiếc xe là 7 túi khí số sàn. Và xe thì đã được chủ xe trang bị ghế da màu đen cũng như là màn hình cho anh chị rồi. Ghế da màu đen và màn hình 435 triệu. Và em Hoàng An vẫn bớt trực tiếp trên giá báo, bớt thêm cho anh chị 5 triệu. Giá bán trừ đi 5 triệu anh chị nhá. Và còn thương lượng nữa cho anh chị luôn. 435 triệu cho chiếc Vios E số sàn 2019 này. Nội thất ghế da màu đen, nguyên bản là ghế lì màu kem. 435 triệu và tại thời điểm này thì sẽ không làm ngân hàng được anh chị nhá. Một mẫu xe quốc dân rồi, cũng không phải bàn quá nhiều về sự bền bỉ, sự tiết kiệm nhiên liệu, nhưng ở form mới này thì lại cái kiểu dáng đẹp đẽ hơn, trẻ trung hơn. Các tính năng an toàn cũng được đầy đủ hơn rất là nhiều luôn. Một chiếc đây. Mời anh chị ra đây. Không còn quá nhiều xe vì vậy mà lượng xe bên em thì hiện tại thì cũng còn ít thôi, khoảng hơn chục xe. Một chiếc Civic Turbo 2017 mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, đây là bản cao nhất anh chị nhá. Một chiếc Civic, một mẫu xe với hạng C với tầm tiền 728 triệu euro, hiện tại đang là 40.000 một chủ từ đầu, vỏ theo xe màu vàng. Khả năng trải nghiệm siêu tốt luôn, chắc chắn rồi. Turbo chạy rất là sướng và tăng tốc cực kỳ là nhanh. Đó, có cửa lóc anh chị nhá. Máy 1.5 và đây là hàng nhập. Thiết kế cũng rất là đẹp đúng không ạ? Con ngựa rất là bắt mắt luôn. Ghế da màu đen, tông màu đen, chỉ trắng, cực kỳ là đẹp và nổi bật. 728 triệu đó. Ok đó. Tất cả những cái mẫu xe này thì em Hoàng An đã có một video chi tiết rồi. Vì vậy mà anh chị quan tâm về một mẫu xe nào đó thì nhắn tin em sẽ gửi đường link video cho anh chị. Tiếp theo là một chiếc Civic. Anh chị nhìn sang màu đen ha, nhìn rất là sang luôn. Một chiếc Honda Civic 2015 bản 2.0, chủ xe chỉ chạy có 22.000 km thôi, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhá. Honda Civic 2015, thực sự là đi 22.000 thì nội thất nó quá mới đi, có lịch sử hãng đầy đủ cho anh chị luôn. Đó, nội thất cực kỳ là mới. 545 triệu cho mẫu xe này, 545 triệu. Có lẽ là em Hoàng An cũng từ giờ đến giáp Tết thì em Hoàng An cũng sẽ lên sóng không được nhiều nữa, tại vì lượng xe cũng ít đi rồi. Có thể là sẽ gặp anh chị qua năm thôi. Còn anh chị nào mà quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em An. Bên em còn thì em sẽ mời anh chị lên xem xe. Mẫu xe Vios C rồi, cực kỳ đẹp đúng không? Và một chiếc xe đi 22.000 thì mới lắm, tất cả là vỏ theo xe. Máy 1.5, máy 2.0 anh chị nhá. 2015 biển thành phố, quá hiếm luôn ạ. Kiếm một chiếc xe mà đời 2015 mà đi có 22.000 thì đúng là thực sự là hàng hiếm luôn. Form dáng vẫn rất là đẹp, rất là sang. 545 triệu ok rồi. Tiếp theo đi anh chị, một chiếc Mazda 3. Bên em có hai chiếc mà sáng nay em mới nhận cọc một chiếc rồi.
2016 mang biển số Bình Định, ô tô 56.000 còn vỏ teo xe. Mẫu xe thuộc hạng C của Mazda chị nhá, máy 1.5. À, máy 1.5 và giá bán hiện tại đang là 528 triệu cho chị luôn. Đó. 2016 chị nhá. Mẫu xe thuộc hạng C rất được ưa chuộng. Cực kỳ được yêu thích hiện nay. Đó, rất là mới nhá. Và luôn luôn là bao tuyệt đối vấn đề chất lượng cho anh chị. Đâm đụng thủy kích tai nạn bằng gập nước là bao tuyệt đối cho anh chị luôn. Đó. Nội thất rất là đẹp đúng không ạ? Con ngựa cực kỳ là bắt mắt luôn. Đó. Còn mẫu xe nào thì em sẽ giới thiệu mẫu xe đó. Mazda 3 2016. Đó. Cập nhật liên tục luôn. Đó. Trước thì cái lượng xe nó rất là nhiều, vì vậy mà một tuần em chỉ có quay tổng quan một lần thôi. Mà lượng xe bữa nay thì còn ít nên là em sẽ cập nhật. Làm sao cũng còn ít ngày nữa đến Tết rồi. Ok. Một chiếc Innova 2006. Đây là bảng G anh chị nhé. Nhưng mà G này lại là một G đứng tên công ty, không có taxi, không kinh doanh dịch vụ, không khoan đục lỗ, đó, không đổi màu. Rất là hay luôn. 2006 và đó bên em đã dọn dẹp, làm đẹp, bảo dưỡng đầy đủ cho anh chị đổi về, anh chị chỉ việc đi thôi. 195 triệu để sở hữu một chiếc xe Toyota lồi đồng cuối đá, rất là bền bỉ. Đó, đã bọc ghế da, lót sàn đầy đủ cho anh chị rồi. Cực kỳ đẹp nha anh chị nhé. Không một ngày kinh doanh dịch vụ, xe đứng tên công ty, mang biển số Đồng Nai. Một chủ từ đầu luôn, biển 4 số anh chị nhé. Đó. Hơn 100 triệu thì 195 triệu thì rất là hợp lý rồi. Giá em còn bớt cho anh chị. Bốn vỏ cũng khá là dày. Bốn vỏ khá là dày luôn. Đó, cực kỳ thoải mái cho anh chị. 8 chỗ ngồi rộng rãi ha. Rất là rộng rãi, máy 2.0. Bản G thì nó sẽ thiếu ABS, thiếu túi khí, như là thiếu hàng gió điều hòa. Nhưng mà không sao. Về cơ bản thì động cơ, khung gầm và thiết kế nó giống nhau cả thôi, không có gì thay đổi. Đó, bên đây đây. Đó. 2.0 màu xanh, dạng xanh đá ấy. Rất là lạ đúng không ạ? 195 triệu. Ok, đây, mời anh chị cũng đây. Mấy mẫu xe MBV là em Hoan ngày hôm qua đã quay một review rồi. Hai chiếc Rondo anh chị nhé. Hôm trước thì bên em có 3 chiếc mà em mới bán ngày hôm qua 1 chiếc rồi. Màu bạc, số tự động, máy dầu. Máy 1.7, mang biển tỉnh, một chủ từ đầu, đăng ký lần đầu tháng 11/2015. 499 triệu, mang biển số Bình Phước anh chị nhé. Ngày hôm qua em An đã có video chi tiết rồi. Vì vậy mà anh chị nào mà cần thì em sẽ gửi video. Tại vì cái không gian tại trong khu vực trưng bày nó sẽ không được sáng. Ngày hôm qua thì em có quay bên ngoài rồi. Ghế da màu đen anh chị nhé. Bản này thì có điều hòa hai vùng, có gương chống chói cho anh chị luôn, số tự động. Máy 1.7 cực kỳ là kinh tế đúng không ạ? 2015, máy 1.7. Ok. Đó. Xe thì còn khám phí lưu hành đến tháng 5 năm 2021 rồi chị. Cực kỳ thoải mái luôn. Một chiếc Kia Rondo tiếp. Nhưng mà đây là model mới 2018. Máy 2.0, máy xăng anh chị nhá. Và đặc biệt là chiếc xe mới chạy có 33.000 km thôi, mang biển số Nghệ An. Đó. Mang biển số Nghệ An nhưng không phải là bên em mua xe từ ngoài Nghệ An mang vào đâu anh chị. Đó, xe này thì anh chủ xe sinh sống làm việc tại Bình Dương, vì vậy bên em mua. Đó. Xe thì bên em vẫn bao rút hồ sơ cho anh chị. Nội thất sẽ là màu kem anh chị nhá. Số sàn. Và em có khẳng định anh chị rằng ở mẫu xe 7 chỗ ngồi thì chiếc Rondo là một chiếc xe mạnh mẽ nhất và trải nghiệm tay lái nhẹ nhàng nhất. Tiếng nổ rất là êm ái luôn. Đúng 33.000 anh chị nhá. Cũng là mới tinh hết, không lỗi nhỏ, màu đỏ đô. Màu cũng rất là lạ đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Kiểu dáng trẻ trung, trải nghiệm tốt đó. Là mẫu MBV 5+2, vì vậy mà rõ ràng để mà ngồi 7 người thì nó sẽ không được đánh giá quá cao đúng không ạ? Ok. Một chiếc Innova 2018 mang biển số Đà Nẵng này. 2018, khám phí còn đến tháng 6 2021. 2018 và xe đã vào ghế da và ốp đồ chơi cho anh chị hết rồi. 2018 màu bạc và giá bán hiện tại cho chiếc xe đang chạy 63.000 chuẩn này đang là 618 triệu anh chị nhé. 63.000 chuẩn. 2018 mà 63.000 chuẩn cũng rất hợp lý.
Không nhiều đâu anh chị ơi. Đó, 63 ngàn. Ghế da màu đen, ốp bậc lên xuống, nó sàn đầy đủ hết cho anh chị rồi. Các tay cửa, các tab bi cửa cũng đều bọc da lại hết cho anh chị. 2018 nha anh chị nhé. Tiếp theo một chiếc Mac C200. Có lẽ là chỉ cần nhìn thương hiệu thôi là anh chị cũng hiểu rồi. Một chiếc xe sang C200 2012, máy 1.8. Và giá bán hiện tại cho mẫu xe đang là 558 triệu. Màu đỏ cực kỳ đẹp đúng không ạ? 2012 anh chị nhé. Mang biển số thành phố. Và nội thất cũng rất là mới đúng không ạ? Còn rất là mới luôn. Rõ ràng nếu mà em An cũng may mắn được trải nghiệm mẫu xe này rồi. Và khẳng định rằng đi ngoài đường trường, mẫu xe đi cực kỳ là thích. Tăng tốc rất nhanh. Đó, xe cực kỳ đẹp đúng không anh chị? Đó, sạch sẽ. Xe mới về ngày hôm qua, 558 triệu thôi. Hợp lý đúng không ạ? Để sở hữu một chiếc xe sang. Form dáng đẹp, rộng rãi ha. Form dáng thì quá đẹp rồi. C100 siêu đẹp đó. Mang biển số thành phố cũng 9 nút khá đẹp ha. Ok. Đó. Cho anh chị quay vòng bên đây. 212 chị nhá, em nhắc lại 558 triệu. Ok. Rồi một chiếc bán tải Forerunner màu đen, chuẩn 15.000, mang biển số Bình Dương. Xe thì chưa có lắp thùng thấp anh chị nhá. 2016 nhưng mà chủ xe chỉ chạy có 15.000 thôi. Nó quá mới đúng không anh chị? Đó, mẫu xe này thì em An cũng đã có video chi tiết cho anh chị rồi. 568 triệu. Mình sở hữu chiếc xe số tự động Forerunner XLS số tự động, một cầu. Đó, một cầu anh chị nhá. 2016. Màu đen. Chạy chuẩn 15.000. Quá mới đúng không? Đó. Tất cả đết vỏ theo xe, sơn zin gần như tuyệt đối luôn, rất mới rồi. Đó, mẫu xe này em An cũng đã có video chi tiết, vì vậy mà anh chị cần thì anh đi cho em An. Mấy chị lên đây thì em còn một chiếc xe mẫu xe phân khúc A nữa gửi đến anh chị, một chiếc i10 sedan, một mẫu xe phân khúc A hàng nhập hai đầu anh chị nhé, màu bạc, mang biển số Cần Thơ. Đó, bản đủ á. Đây một chiếc i10 sedan 2016 bản đủ. Máy 1.2, 4 máy đó, hàng nhập ấn nguyên con anh chị nhá. Và giá bán hiện tại cho chiếc xe đang là 285 triệu. Khám phí còn đến tháng 7 năm 2022. Bản đủ này thì có mâm đúc, có khóa đầy đủ thông minh, khóa điện, gương cụp điện, ABS đầy đủ hết. Túi khí an toàn. Và sedan thì anh chị có một cái lợi thế ở cái cốp sau khá là rộng rãi luôn ạ. Cực kỳ là thoải mái, rộng rãi luôn. Gương kính chỉnh điện, gương cụp, vô lăng tích hợp. Đó. Ghế da cũng đã được bọc rồi. Ghế da nguyên bản là lỉ nha anh chị nhé, mà đã được bọc. Có camera lùi ở trên chân kính rồi, kết hợp với chống chói luôn. Đó. 2016, 285 triệu. Một chiếc xe phân khúc A không có đối thủ. Ông vua về doanh số phân khúc A rồi. Rồi. Rồi anh chị ơi, cảm ơn anh chị đã dành một chút thời gian quan tâm theo dõi về những mẫu xe đang còn tại siêu thị ô tô Bình Dương. Rất mong anh chị quan tâm về mẫu xe nào, nhanh chân nhấc máy gọi điện cho em An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để nhận được những ưu đãi lớn nhất trong mùa giáp Tết này. Đó, gần Tết rồi, bên em sẽ xả hàng thôi, bán giá rất hợp lý cho anh chị. Cảm ơn anh chị đã dành một chút thời gian quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo, những buổi lên sóng tiếp theo. Xin chào, gặp lại chị. Kính chúc tất cả anh chị một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.